Đề tài biển đảo Tổ quốc luôn đem đến cho người cầm bút nguồn cảm hứng dồi dào. Tập thơ Thư con gửi Trường Sa của tác giả Hồng Diệu vừa được nhà xuất bản Quân đội Nhân dân in và phát hành. Giản dị như một con sóng nhỏ hướng ra biển lớn, chọn góc nhìn của những em bé là con của người lính đang công tác trên đảo. Tác giả đã có cuộc hóa thân tròn trịa để thể hiện tình yêu biển đảo da diết qua lăng kính của trẻ thơ. Biển là gì ở nghề mà cha gọi quê hương? Vì sao những hạt sương giữa biển kia mặt chát? Vì sao con sóng bạc lại nặng đầy yêu thương? Mẹ ơi sao nắng vương bàn chân cha bỏng cháy? Mà trên bờ biển ấy bước tuần tra kiên cường. Đó là trích đoạn trong tập thơ Thư con gửi Trường Sa của tác giả Hồng Diệu, một thành viên câu lạc bộ Tuổi Trẻ vì Biển Đảo Quê Hương. Đây là tập thơ thứ hai của chị được phát hành sau cuốn Những Dặm Sóng Yêu Thương. Vào vai trẻ nhỏ luôn là thách thức đối với người viết, nhưng Hồng Diệu đã tìm ra những cách đối thoại giản dị mà vẫn sâu lắng, lay động để độc giả hiểu hơn về tình cảm vợ con người lính thời bình. Có thể là các bạn nhỏ có phần thiệt thòi hơn các bạn khác khi mà không có bố bên cạnh, nhưng mà hơn cả sẽ là niềm tự hào rất là lớn đối với các bạn ấy khi mà có bố đang làm một nhiệm vụ rất là thiêng liêng. Thì chính các bạn nhỏ cũng sẽ làm động lực cho bố mình để có thể tiếp thêm sức mạnh, cũng như là bố vững tay súng bảo vệ cho chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cũng dành cho Hồng Diệu tình cảm đặc biệt. Mênh mông đại dương xanh xanh ngọt tha thiết, nối đôi bờ những da diết nhớ thương Trường Sa. Trong tim mẹ nặng hai tiếng quê hương, dẫu chưa lần đặt chân, chưa lần ra thăm đảo, nhưng nơi đó biết bao mùa giông bão, bao trái tim hồng đã vượt gian lao. Họ nhận ra hình ảnh của mình và Trường Sa trong những dòng thơ rất gần gũi, thân thương. Tập thơ này gồm có 33 bài thơ để gửi đến 33 điểm đóng quân của quần đảo Trường Sa. Thì tôi với những người lính khác rất xúc động vì thấy mình như một phần tái hiện bản thân mình ở trong tập thơ này. Thư con gửi Trường Sa là bài học giản dị về tình yêu Tổ quốc, tiếp thêm niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc cho thế hệ trẻ. Càng tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ người lính hải quân, Hồng Diệu và anh chị em câu lạc bộ càng hiểu và thông cảm hơn cho hậu phương của các anh. Được rất là nhiều ý kiến của hậu phương người lính, đặc biệt là những người vợ lính, họ hiểu, họ đã cảm nhận và họ cảm thấy rằng nó rất là gần gũi với họ, như những cái ngày con ốm đau, chồng xa, được xa nhà, và những người con là chỉ có mẹ ở bên cạnh, rất là khao khát mong muốn được có bố bên cạnh như thế nào. Hay là những cái chuyến tôi đi tiễn thay thu quân thì được gặp các em nhỏ tiễn cha, và những cái sự bình dị trong đôi mắt của các em thế nào, và có những cái nắm tay rất là chắc để động viên cha ra đảo ra sao.